Em là nữ, năm nay 25 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Sau em là thằng em trai của em, nó tên Thành. Cũng chỉ kém em có 2 tuổi, nên hai chị em em khá vô tư trong việc trao đổi mọi chuyện trong cuộc sống. Vì là con trai một, nên gia đình em luôn thúc giục thằng bé mau chóng lấy vợ để có đứa cháu nối giỏi và cho ông bà ấm bồng. Em cũng có khuyên ba mẹ là cứ từ từ, vì Thành nó mới ra trường, chưa có công việc ổn định, sợ cưới sớm sẽ không lo được cho vợ con nó. Nhưng ba mẹ em như bỏ ngoài tai và vẫn hàng ngày dục nó mau chống dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Kể cả trong bữa ăn hay bất kể lúc nào ba mẹ em cũng cứ nói về vấn đề đó, khiến thằng bé cũng có vẻ khó chịu. Thế là trong bữa ăn hôm đó, nó đứng lên dõng dạc tuyên bố, cuối tuần này con sẽ dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ. Câu nói của nó khiến em cũng vô cùng bất ngờ, còn ba mẹ em thì rất vui sướng và ngay lập tức ba em gọi điện mời tất cả các bác các cô các chú cậu mợ anh chị em trong nhà cuối tuần này đến để làm cơm đón con dâu tương lai cuối cùng hôm đó cũng đã đến mọi người trong nhà đều tất bật công việc người chặt gà người mổ lợn người đổ xôi nói chung là không khí gia đình em lúc đó vô cùng náo nhiệt ai cũng háo hức không biết mặt đứa con đứa cháu dâu tương lai này ra sao mà lọt được vào mắt xanh của cậu cả nhà này đây hơn thế nữa, các bác còn ngồi bàn bạc luôn cả việc đặt tên cho con thằng Thành như thế nào cho hay và hợp với phong thủy tổ tiên. Ây, thật cũng bó tay luôn. Sau khi cơm canh được dọn hết ra bàn đầy đủ tương tức mà vẫn chưa thấy mặt mũi thằng Thành và người yêu nó đâu, em và mọi người có gọi thì nó bảo là nó đang đến nên mọi người cố ngồi chờ nó thêm một lúc. Khi mọi người còn đang sốt ruột chờ đợi thì thấy thằng Thành đi vào, theo sau dắt tay nói là một người đàn ông, nhìn chung khá cao, to đẹp trai ra vết đấy nhưng khoan có gì đó không đúng không phải thành nó nói là sẽ dẫn bạn gái nó về ra mắt gia đình hả sao mà không thấy ai mà chỉ thấy một người đàn ông cũng đi về cùng với nó vậy dưới con mắt ngỡ ngàng của ba mẹ và mọi người nó bỗng giới thiệu thưa ba mẹ thưa các bác đây là người yêu của con lời nói nhẹ nhàng nhưng mà khi thốt ra lại như hàng ngàn mũi tim cắm vào da thịt mọi người sau đó chắc mọi người cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra đúng không đúng vậy trong con mắt sững sờ bàng hoàng của mọi người trong đó có cả em ba em đã đứng lên tát vào mặt thằng thành một cái rồi nối trận lơi đình tao với mẹ mày vất vả nuôi mày ăn học mà giờ mày đối xử với bọn tao khốn nạn vậy hả sao mày lại trước của nợ này vào nhà mày là thằng đàn ông đàn ông đó có biết không hả phải nói là lúc đó ba em đã rất tức giận mẹ em cũng vì quá sốc mà ngất xỉu ngay tại chỗ em cùng các cô bác chạy lại đỡ mẹ dậy và đưa mẹ vào phòng Trở ra thấy hai đứa nó đang quỳ gối trước mặt ba em. Bà xin ba em chấp nhận hai đứa đến với nhau, xin ba em chấp nhận giới tính thật của nó. Nhưng ba em không hề để tai những câu cầu xin đó mà buông ra những lời hết sức cay nghiệt nào là mày biến đi cho khuất mắt tao, mày là thằng trời đánh gia đình này, gia tộc này không có đứa con như mày. Lúc đó em đã chạy lại bảo hai đứa nó đứng dậy và chấn an tinh thần cho ba. Nhìn hai đứa nó em cũng rất thương và đồng cảm, nhưng ba mẹ và gia đình em lại không giống vậy họ muốn thằng thành nó có vợ và sẽ phải xin một đứa cháu trai nối giỏi cho gia tộc vì thế nên ba mẹ em thì cũng thôi đi đến các bác các cô các chú cũng hùa vào để mà mắng rủa thành và người yêu nó khiến cho nó không còn đủ sự kiên trì để quỳ xuống cầu xin nên nó đã đứng dậy xin lỗi tất cả mọi người rồi cùng người đàn ông kia chạy ra ngoài trong tiếng gọi với lại của em và ngoại lúc này đây em cũng không biết nên đứng về phe ai bởi trong chuyện này em thấy đôi bên đều có lỗi với đối phương nhưng không thể nhìn mọi việc theo một chiều hướng được thế nên em lên đây mong Paige và mọi người sẽ giúp em và gia đình em đưa ra những lời khuyên chân thành hữu ích nhất ngay lúc này để hạnh phúc gia đình sẽ không vì phút chốc mà đổ vỡ tan biến em xin hết ạ à. cảm ơn mọi người đã lắng nghe và mong bài này sẽ được ép duyệt cả